Bà này, bà chuẩn bị xong chưa? Gần 20 mâm đấy. Tôi sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, ông không phải lo. Hôm ấy bà bảo cái Hạnh nó lánh đi nhá. Tối muộn hãy cho nó về. Nó về đây cả họ đều biết, sao mà phải lánh? Ai nói sao mà kệ họ. Không có nó giúp, một mình tôi làm không xong đâu. Ui giời. Thưa thầy, thưa U, hôm nay con xin phép cho con được làm hầm tránh bom ạ. Thầy định chỗ nào, thầy cứ chỉ chỗ cho con. Nó chuẩn bị giở cái trò gì nhỉ? Không cần, tôi chui vào gầm phản cũng được. Máy bay mà đến, con mà không đào hầm cho thầy U thì nhà con sẽ trách con đấy ạ. Tre con đã chuẩn bị sẵn rồi, có gì con nhờ cái dâu sang giúp ạ. Cô muốn làm thế nào thì làm. Bà nó, dẫn nó ra góc vườn chỉ chỗ cho nó đào. Con xin phép thầy, xin phép U ạ. Cháu chào chú Vạn. Mày vác Bương đi đâu đấy? Cháu mang sang nhà cái Hạnh đào hầm cho bố chồng nó. Sao mày không bảo Chi Đoàn đến giúp? Nó muốn lấy công với nhà chồng. Mày nói với nó, lát tao qua, tao đến giúp nhá. Vâng. Bác ạ. Hạnh, để đấy tao làm cho. Mày cứ hùng hục thế, nhỡ có chửa là đi đấy. Chửa rồi à con? Thôi, cứ để đấy, không nhỡ con làm sao thì... Ông ơi! Ông! Nắng thế này mà không có nước à? Nóng quá! Chị Khiên ơi! Cái Hạnh đâu? Thím xem đấy à? Tao là khách mà mày không bảo lấy nước cho tao à? Còn muối cho tôi mày bát. Nhà cháu cũng hết rồi. Mày bé mồm thôi. Mày tự vào mà lấy đi. Tao không lên đâu. Này, ai cho lên mà lên? Mày bị cấm lên nhà trên thật đấy à? Tự tao không muốn lên. Thôi mày về đi. Hạnh ơi, làm dâu thế này thì hất đổ đi. Mày... Ông Khiên, bà Khiên ơi. Ôi cái con này. Kìa, dâu. Bác cấm nó lên nhà trên thì bác nhận nó về mày... làm dâu làm gì? Tao xin mày. Mày bỏ ra. Thôi, dâu. Ôi giời ơi. Bố Hồ Nguyên, tôi là con dâu Hồ Vũ đang nằm tênh hành trên sập nhà Hồ Nguyên đây này. Ôi giời ơi, ông Khiên ơi là ông Khiên. Ông ra mà xem này, con gái nhà họ Vũ đang nằm tênh hành ở trên phản nhà họ Nguyễn đây này. Dâu. Thầy. Dâu à, thấy mát cứ nằm đấy cháu ạ. Hả? Như thế là thế nào? Dâu. Nó là con gái nhà họ Vũ, sao bác lại phân biệt đối xử với nó? Mày là con gái ông Bánh, cả cái làng này ai chả biết mày là con gái họ Nguyễn chứ. Thôi đi mày. Thế bao giờ bác mới gọi nó là con dâu nhà họ Nguyễn? Đâu? Mày nóng nó vừa vừa thôi, bao nhiêu công sức của tao đổ hết cả rồi. Để tao bảo U đưa mày về. Tao xin mày đấy, mày đừng có nói gì với U. Tao van mày đấy. Này, làm con gà này đi nhá. Vâng, thím cứ để đấy, tí cháu làm. Mày... Cái Hạnh có phải là năm đầu sáu tay đâu mà các bác bắt nó làm. Kệ đi. Các bác làm gà nhá. Cô không thấy tôi đang làm gì à?
Biết. Thế nên mới bảo các bác làm. Có tí bát đũa mà tận 3 người làm. Thôi cứ để đấy. Hạnh, mày nhìn chỗ mày nằm này, cái mồm đâu mà mày không cãi hả? Tao xin mày đấy. Xin à? Thế mày có phải là người không? Đến con chó nó còn được lên nhà trên. Mày đi đi, tao không muốn mày ở đây nữa. Đi đi. Đi đi. Không có mình, nó còn bị bắt nạt. Thôi kệ, ngủ cho chết.